Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Cũng một tuần trôi qua và hôm nay mình lại có một phiên bán hàng mới cho ngày 2 tháng 4 năm 2021. Kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em thì bán hàng trên hai kênh YouTube và Facebook Lan Rừng Nguyễn Lâm. Các anh chị đặt hàng trên YouTube thì vui lòng gọi điện thoại 0961851766. Còn trên Facebook thì các anh chị cũng có thể gọi qua số này hoặc là chốt trên bài. Địa chỉ Vườn Lan thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ngày hôm nay thì mình cũng có nhiều loại để cho các anh chị và các bạn lựa chọn ha. Trước tiên thì ở trong vườn có một số cây nó đang nở hoa, thì mình cũng cho các anh chị và các bạn xem. Đây là những cây lớn ha. Năm cánh trắng hoa lư nó đã nở lại nè các anh chị. Cái hoa lư này thì nó được một bộ cánh rất đẹp ha. Hai cái cánh vai của nó rất là tròn bầu. Và đôi mắt của nó thì gọn gàng, đẹp, sạch sẽ lắm. Cái hoa lư được sổ tại Bình Phước nha các anh chị. Cây này thì thân lá của nó to khỏe, mập mạp. Ở phía bên này thì mình có một chậu năm cánh trắng Sài Gòn. Cũng khá lâu rồi cây này thì nó mới nở lại. Năm ngoái mình làm hoa thì năm nay lại làm thêm một đợt nữa để cho nó chuẩn hoa. Hoa năm nay thì có vẻ đẹp hơn nhiều so với lại năm ngoái. Năm ngoái thì là hoa nở bói đầu ngọt cho nên không được đẹp. Cây Sài Gòn này ngày hôm nay thì mình sẽ không có cây nhỏ mà chỉ có cây lớn lớn thôi. Cái này cái lưỡi của nó hơi chè. Đây là mặt hoa năm cánh trắng Sài Gòn, cây này thì cũng có bộ cánh bầu nữa các anh chị. Bộ cánh đẹp, cái điều có lưỡi của nó hơi chè một tí. Ở đây thì mình có một cái cây lớn, không phải là cây nhỏ nha, cây năm 2. Đã thắt ngọn rụng lá, mầm gốc chưa làm. Cây này thì kích thước của nó tầm 27 28 cm. Nó cỡ lớn như vậy ha. 28 cm đó. Thì cây này mình bán với giá là 10 triệu ha. Để cho các anh chị nào và các bạn muốn có giống nhanh thì lấy cây này, tại vì cây này nó lớn rồi, cây năm 2. Mầm gốc chưa làm nha, để nó ấm trong chậu lâu lắm rồi. Còn cây hoa lư thì ngày hôm nay mình cũng có một cây như thế này. Cây hoa lư thân lá của nó rất là khỏe nha các anh chị. Cây này thì giá là 8 triệu, kích thước của nó thì hơn 6 cm, tầm 6 cm. Hơn 6 cm thôi, 7 cm luôn. Cây này còn đang đi ngọn. Về hồng yên thủy thì ở đây mình có một cái chậu kỳ nhỏ, nhưng mà hồng yên thủy kỳ này giá trị của nó rất là cao, nên anh chị nào có điều kiện thì chúng ta sưu tầm ha. Cây yên thủy này thì kích thước của nó chỉ tầm 6 cm thôi, đo thẳng là như vậy ha. Giá là 150 triệu, ở dưới gốc của nó thì đang có một cái mầm gốc. Mầm này khá là nhỏ ha, cây thì rễ nó đã ấm chậu lâu rồi. Cây hồng yên thủy, cây này thì về mặt hoa nó thì các anh chị cũng không lạ. Chỉ có điều là về giá trị của nó hiện tại thì nó quá là cao đi. Cây lớn ha, giá 150 triệu. Ở đây mình có hai cây hồng hòa bình. Cây hồng hòa bình số 1 đồng giá là 50 triệu một cây nha các anh chị. Kích thước nó tầm 4 cm, 3,5 cm chứ chưa được 4 cm. Cây này thì đã thắt ngọn, chưa làm mầm gốc nha các anh chị. Cây hồng hòa bình số 1, và đây là cây hồng hòa bình số 2. Kích thước của nó thì cũng tầm 4 cm. Cây này thì đang đi ngọn ha. Cây số 1 thì thắt ngọn, cây số 2 thì đang đi ngọn. Cây hồng hòa bình thì đương nhiên cái nguồn gốc xuất xứ của nó là tỉnh Hòa Bình rồi. Có nhiều anh chị hỏi cây này có phải là cây 27 hay không. Thì cây 27 thì ở trong miền Nam không có gọi là 27 nha các anh chị. Ở ngoài miền Bắc nhiều khi sổ lại năm 27 cũng là cây này, người ta gọi là cây hồng hòa bình 27. Thực chất thì nó cũng chỉ là một thôi. Cây này còn gọi là cây hồng cái bang nha các anh chị nhé.
Cây hồng Hòa Bình này thì có từ rất là lâu rồi. Còn ở ngoài Bắc sổ lại năm 2017 thì đặt tên nó là năm là Hồng Hòa Bình 2017. Ở đây mình có một cây hồng Gia Lai nhưng mà mình sẽ xuất bán một cái mầm gốc nha. Tại vì nó lên hai mầm nhưng mà một mầm nó lên đã thắt ngọn, một cái mầm đã thắt ngọn và một cái mầm nó rất là nhỏ, cho nên là mình phải tách cái mầm này ra cho cái mầm nhỏ này nó lên luôn. Thì cây hồng Gia Lai này kích thước của nó chỉ tầm 3 cm thôi, rễ nó rất mạnh nè. Cái này có thể tách cái mầm gốc này ra. À, giá là 250 triệu cho cái mầm gốc đó ha. Còn mặt hoa hồng Gia Lai thì nó rất là đặc biệt như thế này. Và cây hồng Gia Lai thì hiện tại giá trị của nó khá là cao nha các anh chị, cao. Chung tất cả các dòng cây hồng đều nó ở mức cao hết cả. Và ở đây mình có một cây hồng mỹ nhân lúa non cho các anh chị nào sưu tầm ha. Cây này thì nó rất là khỏe ha các anh chị. Kích thước nó thì tầm 3 cm thôi và ở dưới gốc của nó thì bắt đầu ra răng ha. À, có nghĩa là chuẩn bị ra rễ đó. Thì anh chị nào đặt cây này thì mình sẽ lách khỏi cái thân mẹ. Khi mà có rễ mạnh nha, mình sẽ bó một cục giấm vào cho nó bám rễ và lách ra khỏi thân mẹ để tách cây cho các anh chị. Giá là 100 triệu. Rồi tới cây năm cánh trắng chân thành thì ở đây mình có những cái cây. Cây số 1 là cây năm cánh trắng chân thành, một cây diễn nhỏ thôi, giá là 4 triệu ha. Nó là mầm năm thứ hai, rễ ấm chậu rồi nha các anh chị nha. Nó là một hàng bi lên một mầm gốc và rễ nó đã ấm chậu. Cái mầm này trị giá là 4 triệu, năm cánh trắng chân thành. Cây năm cánh trắng chân thành số 2 giá là 6 triệu. Kích thước tầm 5 cm, đang đi ngọn. Cây số 3 9 cm, giá là 7 triệu rưỡi. Năm cánh trắng chân thành, cây này thì ngọn nó chuẩn bị thắt nha. Vẫn còn cái lá ngọn đây nè. Cây năm cánh trắng chân thành số 4, cây này 11 cm, giá là 8 triệu rưỡi. Lá ngọn nó vẫn còn nha, nhưng mà khả năng là đứng ngọn đó. Tiếp theo thì là cây số 5, cây này 28 cm và giá là 15 triệu. Cây này thì nó cũng đang vừa thắt ngọn nha các anh chị, vừa mới thắt ngọn. 28 cm, giá 15 triệu. Cây cỡ lớn. Và một cây số 6, cây này thì đã thắt ngọn từ lâu rồi. 30 cm và giá là 17 triệu. Mập thân này như thế này, cái này thì về chúng ta làm mầm gốc và khai thác cây được rồi. Hoặc là có thể làm hoa đậu nọ luôn vẫn được. Mầm gốc thì chưa có làm cho nên là mắt gốc nó vẫn còn nguyên nha các anh chị nha. Cây chân thành này cũng là một cây được sổ tại tỉnh Bình Phước và được đặt tên là cây năm cánh trắng chân thành, là nơi cái địa phương nó sổ ra thuộc huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Mặt hoa cực kỳ đẹp nha các anh chị. Trong các cái dòng mắt mà xước xước như thế này thì mình đánh giá cao về cây năm cánh trắng chân thành. Cái mũi của nó thì nó còn hường hường một tí, nó không có trắng tinh, nó không phải là cây mũi trắng nha các anh chị. Mà nhìn phớt qua thì các anh chị có thể thấy là nó là một cây mũi trắng. Cây này thì thân lá nó nhỏ thôi nhưng hoa rất là to, hoa to và rất là thơm. Những cái dòng cây trong miền Nam thì nó thơm lắm. Tiếp theo thì là những cây năm cánh trắng HO. Ở đây có một chậu khách mua và cũng nhà bán lại. Chậu này thì kích thước của nó là hai thân, một thân 7 và một thân 4 cm. Và đang lên hai mầm gốc ha. Giá là 70 triệu cho chậu HO số 1. Cây này thì chúng ta mua tiềm năng thôi, tại vì hai cái mầm gốc này nó sẽ lên rất khỏe đây nè. Chậu HO số 2, chậu này là một chậu gồm một thân mẹ 17 cm và hai mầm lỡ, mỗi mầm là được hơn 3 cm. Có nghĩa là nó nằm khoảng tầm 22 23 cm đó. Giá là 120 triệu cho cái chậu này. Nó rất là đẹp vì ở phía dưới nó đang lên mầm gốc nè các anh chị nè. Nó đang nhú.
mầm gốc một cách tự nhiên luôn và bộ rễ nó khỏe. Cây này thì bộ rễ khỏe. Đó là chậu HO số 2. Những cây này thì làm kinh tế rất tốt ha. Và cái thân mẹ thì chúng ta có thể làm kỳ được ngay rồi. Khai thác 4 5 cái kỳ là các anh chị có thể gỡ vốn ngay. Chậu HO số 3 cũng 16 cm nhưng mà cho cái thân mẹ này. Nhưng mà giá là 80 triệu vì lý do là cây này nó hơi ốm và hai cái mầm lỡ của nó thì cũng vừa mới thắt ngọn thôi, chưa có mập ra. Này chúng ta mua nuôi một thời gian nữa, hai cái mầm lỡ này nó thắt ngọn, nó mập thân ra thì sẽ lên mầm gốc khác ha. Cây này thì cái thân nó hơi ốm cho nên là mặc dù là kích thước nó như vậy nhưng mà giá 80 triệu. Riêng chậu số 4 này nó lớn 42 cm và đang đi ngọn. 42 cm và đang mở ngọn rất là mạnh đây. Chậu này 42 cm và giá là 180 triệu ha. 160 triệu, mình nói nhầm nha, 160 triệu. Thì các anh chị có thể là tính ra cái số bao nhiêu tiền cho 1 cm. Chậu HO số 5, chậu này 3 cm, giá 29 triệu. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là đẹp, tiềm năng. Đây là cây ươm. Rễ mạnh rồi nha, cây này rễ ấm chậu rồi. Chậu số 6 là một cây lách 4 cm và giá cũng là 29 triệu. Chậu số 5, chậu số 6 này thì nó cũng xem nhau thôi nha các anh chị. Rễ nó khỏe ra nè. Những cái HO này thì về độ hoa thì ở bên vườn em thì nó nở chuẩn rồi nha. Chậu 5 cánh trắng Phú Thọ số 1, đây là một cái chậu nó bị hỏng mầm gốc rồi nha các anh chị. Thì các anh chị coi nó chỉ là một cái khúc thân, nó hỏng mầm gốc rồi. Khúc thân này thì kích thước của nó tầm 12 cm và đang có 4 cái kỳ. Nếu các anh chị nào tính được thì 4 cái kỳ, 3 cái kỳ chứ em xin lỗi nha, đang có 3 cái kỳ. Thì mỗi kỳ này trị giá 4 triệu, 3 lần 4 là 12 triệu. Thì mình bán nguyên cái thân này, là nó còn được 5 mắt ngủ nha. 5 mắt ngủ 1 2 3 4 5. Tức là 3 cái kỳ và 5 mắt ngủ. Trị giá là 12 triệu ha. Chậu Phú Thọ số 2, chậu này thì nó có một cái kỳ trên thân và một mầm gốc. Cây này thì kích thước cái thân mẹ nó được tầm 10 16 cm và giá là 16 triệu. Cái mầm gốc này đang ra rễ mạnh nha. Đang ra rễ rất là mạnh rồi. Cây này thì nó mập. Kích thước cái thân mẹ 16 cm và giá là 16 triệu, mầm gốc vẫn không đau và đang có một kỳ trên thân nha. Đó là hai chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Hôm nay thì nó có nhiều cái loại như vậy đó. Tiếp theo là những chậu 5 cánh trắng mắc nai. Đồng giá là 1 triệu rưỡi một chậu nha các anh chị. Chậu số 1 17 cm, có nghĩa là chưa đến 100 nghìn cho 1 cm. Cây này thì mang tính cách sưu tầm. Anh chị nào chưa có thì chúng ta sưu tầm làm giống ha. Giá 1 triệu rưỡi. Chậu số 2 18 cm, 17, 18 này cũng xem như vậy, nó tắt ngọn hết rồi. Về làm mầm gốc, làm kỳ, làm hoa đều được cả. Chậu số 3 cũng như vậy, 18 cm, giá là 15 triệu. Chậu số 4 20 cm cũng giá là 15 triệu. Cây đã thắt ngọn hết. Dòng cây mắc nai thì hoa của nó chơi cũng đẹp. Chậu số 5 22 cm đã thắt ngọn luôn và cũng giá là 1 triệu rưỡi. Hai năm chậu này đồng giá là 1 triệu rưỡi. Đây mặt hoa 5 cánh trắng mắc nai các anh chị. Cây này 5 cánh nó trắng tinh, mắc đậm, mũi tím và ở cái thùy giữa của nó thì nó hơi ẩn ẩn hồng hồng một chút thôi. Cây này thì tương đối phổ thông và cũng đã có nhiều giống trên thị trường cho nên giá trị của nó rẻ. Ở đây mình có hai cái chậu 5 cánh trắng Hà Tĩnh nha. Chậu Hà Tĩnh số 1 giá là 6 triệu, kích thước nó tầm 13 14 cm á. Cây này thì mầm gốc của nó đang sưng lên rồi. Hà Tĩnh thì cây này hoa rất đẹp, thân lá của nó thì phát triển mạnh nha. Cây này dòng này phát triển mạnh lắm. Một cái kỳ nhỏ như vậy các anh chị mua trồng một năm có thể lên 1 mét là bình thường lắm.
Đây mầm gốc của nó đang sưng lên hết rồi đây, cây đã thắt ngọn rồi mà. Chỗ số 1 thì giá là 6 triệu ha. Đây mắt gốc nó sưng to hết rồi. Về các anh chị chăm thời gian ngắn thì cây nó sẽ bật lên ngay thôi. À, chậu số 2 cũng như vậy ha. Chậu số 2 thì kích thước nó lớn hơn một tí. Giá là 10 triệu. Chậu này thì kích thước nó được tầm hơn 20 cm, 21 cm. Cây này thì ngọn của nó còn đang có lá ngọn đó các anh chị, và mầm gốc của nó cũng đang sưng lên hết đây. Chậu số 2 giá là 10 triệu ha, năm cánh trắng Hà Tĩnh. Cây này mặt hoa rất đẹp, mình cũng cho các anh chị và các bạn xem nhiều lần rồi. Thôi ngày hôm nay thì mình không giới thiệu thêm về mặt hoa Hà Tĩnh. Ở đây thì mình có hai cái cây di linh trắng, là cây di linh nở vào mùa xuân đó, nhưng mà đây là cây trắng tuyền ha, trắng tinh hết. Mình sẽ cắt ngay đó, thì nó gồm một một cây và một mắt ngủ nha. Cây đã có rễ, cây số 1 giá 300 nghìn. Cây số 2 thì nó chỉ là cái cây mình cắt có thân mẹ thôi, cắt ngay đó. Cây số 2 giá là 600 nghìn. Di linh trắng ha, đó là cây di linh trắng. Ở đây mình có hai cây tuyết ngọc, chậu và tuyết ngọc số 1 giá là 1 triệu. Chậu này thì nó là một một cái mầm mầm lỡ ha, nhiều mầm lỡ. Nhỏ nhỏ thế này thôi, giá là 1 triệu. Các cái mầm nó chỉ tầm 1 2 cm thôi. Cây tuyết ngọc số 2 là một cây mình sẽ lách ra khỏi cái thân mẹ, là đây là một cây khỏe và rễ rất nhiều à. Cây số 2 này thì giá là 2 triệu nha các anh chị. Rễ nó rất là mạnh này. Cây đang đi ngọn khỏe. Đó, đã lách ra khỏi thân mẹ như thế này. Rất là nhiều rễ nha. Cây năm cánh trắng tuyết ngọc thì mặt hoa của nó như sau các anh chị. Năm nay thì mình chưa làm lại hoa năm cánh trắng tuyết ngọc. Cây này thì đôi mắt của nó khá là đậm, cái lưỡi của nó có cái vết nhăn ở ngay gần cái mũi á. Về cái thùy và họng của nó thì cũng rất là sạch sẽ. Cây này thì là một cây mình đánh giá là một cây mặt hoa để mà chơi thì rất là đẹp ha. Bộ cánh bầu các anh chị thấy bầu sáp. Cuối cùng thì là Nguyễn có những cái chậu đùi gà chớp. Đồng giá là 350.000 một chậu nha các anh chị, đã được trồng thuần là một mẹ một mầm gốc nè. Đồng giá 350 một chậu nha các anh chị, mình đánh số để mọi người lựa chọn. Đây chậu số 2 cũng một mẹ và một mầm gốc. Những cây này thì các anh chị nào mà chơi lan rừng sưu tầm những cây này rất hay. Đây là những cây lan rừng mà Nguyễn tách cây ra trồng nha các anh chị, không phải hàng gieo hạt cái mô gì đâu. Cây đùi gà chớp đồng giá là 350.000 một chậu. Đây chậu số 5 cũng một mẹ một con. Chậu số 6 cũng như vậy, một mẹ một con, mầm gốc một cây lên nữa nè. Chậu số 7 đùi gà chớp cũng 350 ha, một mẹ một con đã trồng thuần, mầm gốc đang lên hai mầm. Chậu số 8 cũng là một mẹ một con, à, có mầm gốc lên luôn rồi. Những cái cây này về các anh chị chăm nó sẽ nhanh thành bụi lắm ha. Chậu số 9 một mẹ và một mầm gốc đây. Về mặt hoa đùi gà chớp thì các anh chị thấy đây là một cây đùi gà cánh trắng và nó có chớp tím ở viền cánh. Đối với những cây đùi gà thông thường thì hoa của nó chỉ là màu tím thông thường thôi, chứ nó không có màu trắng chớp tím như thế này. Các anh chị thấy những cái tia chớp ở trên năm cái cánh của nó rất hay nha. Những cây này mang tính cách sưu tầm thôi. Video bán hàng ngày hôm nay thì Nguyễn có những cái mặt hàng như vậy ha. Cũng thật là có lỗi với các anh chị vì từ sau Tết đến giờ Nguyễn làm video nó hay bị ngắt quãng, tức là khoảng tầm một tuần hơn Nguyễn mới làm được một video bán hàng cho các anh chị. Cái đó thì Nguyễn sẽ cố gắng khắc phục ha. Các anh chị và các bạn mua hàng thì vui lòng gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0961 851 766. Còn anh chị nào đặt hàng trên Facebook thì có những bài Nguyễn đăng trên Facebook, các anh chị có thể chốt trên bài ha. Địa chỉ Vườn Lan thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nguyễn cảm ơn các anh chị và các bạn chúng ta đã xem video bán hàng cho ngày hôm nay. Em xin chào, tạm biệt.
và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo nha.